Cũng giống như nhiều gia đình người Nùng khác, năm nay nhà ông Liều Văn Thành ở thôn Ngoan Bê, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa tổ chức bữa cơm tất niên, tổng kết năm cũ, đón chào năm mới. Đây là năm nhà ông ăn Tết to nhất, với đông đủ con cháu bạn bè và hàng xóm được mời về dự tiệc sau một năm lao động miệt mài. Đây cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, sẻ chia và kết nối tình thân. Các công việc như làm cơm tất niên, trang hoàng nhà cửa được các thành viên trong gia đình tiến hành trong không khí rộn ràng. Người Nùng cho rằng, Tết đến dù đủ đầy hay thiếu thốn, gia đình nào cũng phải có thịt lợn. Nhà có điều kiện thì mổ một con lợn, ít hơn thì vài nhà chung nhau hoặc mua thịt lợn về chế biến. Trong khi mọi người được giao chế biến các món ăn ở khu vực bếp và dưới gầm sàn, thì ông Thành lau dọn ban thờ, bày biện hoa quả, trang trí cảnh đào. Phần việc này phải do đích thân ông làm vì ông là chủ nhà. Ban thờ gia tiên là nơi tôn nghiêm được gia đình đặt ở gian chính giữa của ngôi nhà. Sau khi ban thờ được quét dọn, bày biện, gia chủ thắp nén hương và chọn một con gà trống đẹp nhất. Gà làm lễ được nuôi cả một năm để chuẩn bị, để cúng trước ban thờ mời tổ tiên, ma nhà về ăn Tết. Điều đặc biệt trong văn hóa của người Nùng ở Xuân Quang đó là những món chính thường do những người đàn ông đảm nhiệm. Trong lúc gia chủ thực hiện nghi lễ, những người đàn ông khỏe mạnh khéo tay tiến hành mổ lợn để chuẩn bị các món ăn truyền thống. Ẩm thực của người Nùng nơi đây thường được chế biến đơn giản, không cầu kỳ, với các món chủ đạo như món hầm, thịt luộc, thịt nướng, gà luộc, giò và món nước chấm có hương vị đặc trưng rất thơm ngon. Vào dịp Tết Nguyên đán, ngoài các món ăn được chế biến từ thịt lợn, thịt gà và cá, trong mâm cỗ của người Nùng không thể thiếu bánh chưng đen, theo tiếng Nùng gọi là khẩu phắc, món ăn cổ truyền được đồng bào Nùng dày công chế biến. Món bánh này do các chị em phụ nữ đảm nhiệm. Nguyên liệu làm nên món bánh chưng đen là gạo nếp nương dẻo thơm, thịt lợn ba chỉ là loại lợn nuôi lâu năm, đỗ xanh, lá song rừng, hạt tiêu, thảo quả. Nguyên liệu quan trọng để làm thành bánh chưng đen là cây núc nác. Cây núc nác chặt về tước lấy vỏ phơi khô rồi đốt thành than đen, giã mịn dùng để làm bánh. Đây là loại cây rất dễ kiếm bởi đồng bào Nùng hay thường trồng ở bờ rào, cổng nhà. Khi gói bánh, người Nùng thường đổ một lớp gạo xuống bản lá xong rồi tạo lớp nhân bằng đỗ xanh, đặt thịt lên, sau đó tiếp một lớp đỗ xanh và lớp gạo bao ngoài cùng. Bánh chưng đen của người Nùng có hình hơi tròn dài. Khi gói xong, người Nùng dùng lạt nứa buộc xung quanh bánh cho kín chắc, ngâm qua nước lạnh chừng một tiếng rồi cho vào nồi luộc. Bánh chưng đen phải luộc trên bếp củi mới ngon và thời gian luộc từ 8 đến 10 giờ thì bánh mới đủ độ dẻo, dền và thơm ngon. Cùng với bánh chưng đen, bánh dày, tiếng Nùng gọi là bẻng than thít cũng được thực hiện để dâng cúng tổ tiên trong dịp Tết. Xôi sau khi được đồ chín, dã nhuyễn được chị em đặt thành những chiếc bẻng than thít khá to và được lăn qua lớp vừng thơm phức. Trong mâm cơm ngày Tết, món bánh chưng đen, bánh dày luôn hiện diện và được người Nùng mời nhau ăn, mời khách quý đến chơi ngày Tết. Sau khi các công đoạn chế biến và lễ cúng gia tiên đã hoàn tất, gia chủ trịnh trọng mời khách cùng dự tiệc tất niên. Với người Nùng, những mâm cỗ được bố trí theo lứa tuổi, gần ban thờ và gian trên thường dành cho những người đàn ông lớn tuổi. Mâm cỗ của những người đàn ông trẻ tuổi và chị em phụ nữ trẻ em sẽ được đặt ở vị trí bên cạnh, phía dưới. Điều này chứng tỏ phong tục của người Nùng rất rõ ràng trong việc phân biệt vai vế của mỗi người. Họ cho rằng đó là cách giáo dục truyền thống đạo đức cho con cháu nhận thức về vai trò của mình, rèn luyện cách cư xử trên dưới đúng mực,
tôn trọng người già, tỏ lòng mến khách khi đến với gia đình. Năm nay cũng được mùa hơn, thì hôm nay 30 Tết, gia đình tôi thì có một lần Tết, em mời anh em họ hàng làng xóm đến cùng vui với gia đình. Năm mới này tôi cũng mong muốn tức là có sức khỏe, làm ăn phát đạt hơn năm cũ. Năm mới thì phải nhà nào cũng phải mua con lợn, con lợn to cho mà tạ. Đấy, xong là mâm cỗ đầy, mổ gà thiến, anh em họ hàng về, anh em nội ngoại đủ hết. Vâng, xong là gia đình, sang năm mới, làm ăn khắp đạt hơn, trong yên tùng nùng như thế. Với bà con người Nùng ở Xuân Quang, Tết không chỉ đơn thuần là những tiệc rượu với những lời chúc tụng đầu năm, mà Tết không thể thiếu được các hoạt động vui chơi đón xuân. Súng dính trong những bộ áo chàm truyền thống để đi chơi hội, trang phục của phụ nữ Nùng màu sắc chủ đạo là màu chàm, đơn giản, ít thêu thùa trang trí, nhưng vẫn thể hiện nét độc đáo, tinh tế, mang đậm bản sắc văn hóa của người Nùng, không lẫn với các dân tộc khác. Những trò chơi dân gian như đánh quay, đánh yến được bắt đầu từ chiều mùng 1 Tết, và chơi đến hết mùng 4, mùng 5. Những trò chơi này thường được thực hiện là bãi đất trống trên lưng đồi. Đây là sân chơi chung của bản mà người già nhất bản cũng không nhớ nổi khu đất này có từ bao giờ. Đánh quay, theo tính Nùng là khá sàng, trò chơi này thường dành cho các chàng trai khỏe mạnh nhất bản. Con trai Nùng làm quen với con quay từ khi mới lẫm chẫm biết đi. Lớn thêm ít nữa thì tự biết cầm dao, khéo léo, đẽo quay, thì các chàng trai trở nên thành thục với trò chơi tưởng đơn giản nhưng lại cần sự khéo léo, sức khỏe và hấp dẫn này. Những con quay được đẽo gọt tỉ mỉ từ thân gỗ, cứng rắn, chắc như đá, còn vẹn nguyên sau ngày hội là niềm tự hào của các chàng trai Nùng. Cây yến mọc bờ khe, cây yến mọc bờ suối, quanh năm việc nương rẫy, bây giờ ngày xuân ngày hội, em đi tìm từng lá non, tay em chọn những lá thon, đan thành cánh én mùa xuân, trao duyên. Nếu như trò chơi đánh quay mang đến cảm giác mạnh mẽ sôi nổi, thì trò chơi đánh yến hay còn gọi là tức sản theo tiếng Nùng lại đòi hỏi sự khéo léo nhẹ nhàng. Những cánh yến mềm mại mỏng manh được tết nên từ lá cây rừng dành riêng cho phái nữ. Trong sự giao hòa của đất trời ngày xuân, những ánh mắt tình tứ của các thiếu nữ đã khiến cho nhiều chàng trai nghiêng ngả. Và sau ngày hội du xuân như vậy, đã biết bao cặp trai gái nên duyên vợ chồng. Tham thiếp lại dân Phú Nông, toàn Phú Nông càng bổ xa, bổ chiếu bổ xa phú Tây. Tháng chiếng mà vẫn đơn đại các khám một chiếng bình thường. Học ca khẩu đẹp khẩu phăng, bài, khá mũ chín vui. Phụ chế vẫn nâng nùng trang phục phụ nông, lục yên vẫn bổ thay đổi, vẫn học nhạc bình thường. Phụ chế chế ma lê, chuyển hào lê lục lê lan, hơi nâng dì chì chở phụ nông bổ thay đổi, bổ bình phụ chiếu, bổ bình phụ tay. Phụ nông lê xó át, xó nghỉ xó xám. Vẫn phải tương tổ chiến lâu, chiến cha phăng. Đến nay là có như bản sắc của mình vẫn còn được gìn giữ. Chúng tôi rất là tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc Nùng của chúng tôi. Văn hóa của dân tộc Nùng từ xưa đến nay cho đến thời điểm bây giờ là vẫn duy trì, vẫn phát huy được cái bản sắc văn hóa của dân tộc. Tròn 45 năm kể từ khi 8 hộ gia đình người Nùng đầu tiên về định cư ở mảnh đất này. Đến nay, thôn Quan B đã có hơn 30 hộ gia đình người Nùng chung sống. Tất cả cùng yêu thương đoàn kết, đùm bọc giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống mới. Và bản sắc truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn luôn được bảo tồn, phát huy.
và các bạn, Tết Nguyên đán là dịp để người Nùng ở xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa được nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm lao động vất vả. Những bài hát, những bữa cơm sum họp, những trò chơi dân gian đã kết nối tinh thần đoàn kết của đồng bào nơi đây. Và đây cũng là dịp để đồng bào phát huy giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Tôn ta đây à đứng nga chiều có bộ phan à đây phan đê phan bơ giảm ma đây à giảm phan đây tê đa đờ gà cơ à đơ điều ai đại vi đô và đúng a chiều nữ ca bộ chiều nam đề tôn ca bộ và chiều đề nào nam phứ đề văn văn a lào nào chỉ đề văn a đại thì tư cổ nay ya tâm tiến tư đời nay ya đi giả đời